tôi xây nhà giống như Nguyễn đó, thầu kia báo 3.2, thầu này báo 3.1, thầu kia báo 3 triệu, lựa cái giá thấp nhất. Lựa cái giá thấp nhất xong nó nè, ông kia báo tôi 3 triệu, giờ ông làm tôi 3 triệu giống mày đi. Xong cái thầu cười khe. Mày tính qua mặt tao hả con? Tao cho mày thêm sắt tao giảm bê tông. Cho mày thêm sắt tao giảm bê tông. Cũng chết như thường. Kiến thức bất động sản, kinh nghiệm thực tiễn, mưu mô lừa đảo, dreamer làm giàu, kiến xây Việt Nam. Duy Nguyễn, THOL, BBT Building. Xin chào các bạn. Chúng ta vừa trải qua một trận cầu rất là nghẹt thở. Tưởng nó đi bắn muối rồi. Mới có mấy phút đầu thua 2-0. Trời ơi, không tin vào mắt mình luôn. Hên quá các bạn, gỡ được hai điều xong nha. Nói chung Việt Nam, Nhật Bản gặp Đông Dương, Campuchia. Đó là câu chuyện đá banh ngày hôm nay. Và hôm nay trong tiếp tục là trong chương trình Vlog về bất động sản. Chúng ta, hay nói khác là Duy chia sẻ các bạn thêm một kiến thức thực tiễn nữa. Nó là chúng ta chọn nhà thầu trong vấn đề xây nhà như thế nào cho nó hợp lý, cho nó ok. Ủa lộn, của nó ok ha. Các bạn mua đất rồi, hoặc là đất các bạn cha mẹ cho, hoặc là cha mẹ vợ cho, hoặc là sau đó không biết, các bạn có đất thổ cư đó. Đất thổ cư thì chúng ta xây nhà được. Nhưng mà chúng ta muốn xây nhà thì chúng ta phải tìm một nhà thầu. Thì đâu là cái kinh nghiệm trong cái việc chọn nhà thầu hợp lý để chúng ta xây nhà? Các bạn không biết giá xây giờ nhiêu không? Nope. Cẩn thận trong cái vụ mà chọn chìa khóa trao tay nha. Cái vấn đề chìa khóa trao tay là một cái phương thức xây nhà dành cho những cặp vợ chồng mà mới cưới nhau, không có kiến thức về xây dựng, không có biết cái gì trân trọi đó. Cứ xây cái nhà vô ở chìa khóa trao tay. Tức là người ta sẽ xây cho bạn cái nhà, rồi người ta hoàn thiện về mặt nội thất, rồi thậm chí bỏ đồ vô luôn. Đó, thậm chí bỏ đồ sofa giống như này nọ, tủ tiếp này nọ nè, vô dọn ở vậy. Vô dọn ở giống như chung cư vậy đó. Thì cái đó là hình thức chìa khóa trao tay. Còn nếu mà các bạn có một cái kiến thức căn bản thì người ta sẽ xây phần thô cho các bạn. Rồi từ đó các bạn bỏ đồ vô, các bạn tìm những cái thầu phụ, hoặc là người ta sẽ tìm cái thầu phụ cho bạn luôn. Thì nói chung trong vấn đề này nó cũng hơi phức tạp các bạn. Nó cũng hơi chút xíu là nó cũng rất là khó khăn. Nhưng mà trong các video sau á thì Duy sẽ trình bày tiếp. Còn bây giờ là kinh nghiệm chọn nhà thầu xây phần thô. Nói cái phần thô thì nó nhiều giá lắm các bạn. Nó nhiều giá lắm nha. Khi 2.7 triệu mét vuông, 3.5 triệu mét vuông, tùm lum giá nè. Thì cái giá là các bạn phải tham khảo. Vậy thì nó tính theo mét vuông như thế nào? Tính theo mét vuông như thế nào các bạn? Bây giờ bạn nhìn nha, mét bê tông. Mỗi lần Duy Nguyễn đổ bê tông bạn thấy gì? Đúng không? Cái xe cần cẩu ba vô đổ rồi nọ, sắt ban 2 lớp rồi kia cái kiểu đó. Rồi media nó qua nó quay buổi tối khuya đó bạn. Thì có là đổ bê tông thì cái giá cái nhà thầu đó, người ta sẽ báo giá cái hợp đồng dựa trên số mét vuông đó. Mét vuông là 3 triệu đi cho chẳng. Mét vuông là ví dụ như mét vuông là 3 triệu thì cái nhà của bạn bao nhiêu mét vuông nhân tiền lên. Đó là giá trị hợp đồng phần thô. Giá trị hợp đồng phần thô. Tất nhiên là cái này là một trong những cách tính nó căn bản, nó đơn giản mà chúng ta đến được với nhau. Còn có những cách tính hợp đồng khác mà nó bóc tách tùm lum, bóc tách bê tông, sắt thép đó rồi nó phức tạp rồi. Cái kiểu đó dành cho những dự án lớn. Còn các bạn nhỏ nhỏ như vậy, ví dụ như tôi nghĩ bạn xây nhà 10 tỷ hết cỡ đúng không bạn? Mình trừ hao luôn rồi đó. Thật sự trừ hao bạn luôn rồi đó. Xây nhà 10 tỷ phần thô hết cỡ. Nó hết cỡ gì? Chút đi tôi chia sẻ những cái nhà của mình. Còn giờ á, thật sự bạn á, những cái nhà mà xây bỏ chừng 3 tỷ đô lại là xây theo kiểu này hết. Xây theo kiểu này, bởi vì cái nội dung video ngày hôm nay nó quan trọng nha. Ví dụ như cha mẹ cho bạn thừa kế, ví dụ như giờ bạn lấy con vợ đi, vợ nó nhả cho bạn cái sổ đỏ, rồi gia đình chồng đổ tiền vô xây. Phe không các bạn? Phe không, phe không? Quá phe luôn. Chứ tự nhiên lấy vợ không có hồi môn gì hết trơn, không lấy nha. Nhớ lấy vợ không có hồi môn gì không lấy mấy bạn. Lấy vợ phải ói ra cái sổ, hoặc ói ra vài tỷ đó, để mình xây nhà thì mới là tổ ấm nguyên ương được. Ok. Rồi miếng đất 100 m². Tất nhiên là Duy chưa chỉ các bạn về vấn đề mật độ xây dựng, đúng không? Thì ví dụ như 100 m² xây full luôn đi. 100 m² xây luôn 100 m. Thì giờ tính nè.
xem mấy lầu, xem mấy lầu, dịp giữa cái lầu với cái tầng là cái gì? Nhà ba lầu nghĩa là nhà ba tầng nha. Thôi mấy lầu kệ nó, giờ mấy tầng, mấy tầng hay là giờ đổ qua mấy sàn, tại vì nó báo giá trên sàn mà. Rồi tầng tưởng tượng nha, cái nền này nè đằng sàn, cái nền đang đứng nè, một sàn, ok. Vậy thì tầng, vậy thì cái sàn đầu tiên chạm đất kêu là cái gì? Bình thường là chưa nói hầm nha, cái sàn đầu tiên chạm đất kêu là gì? Sàn chợp hoặc là sàn một. Xong rồi lên cái nóc của cái sàn đó là gì? Sàn hai. Thì cái nóc của cái sàn đó nó kêu là cái sàn hai, thì lên nóc cái nữa là gì? Sàn ba. Nhưng mà trong giang hồ nó kêu nhà mấy tấm. Nà, mới lên nhà kia 4 tấm mày ơi, là hiểu rồi cái gì. Một sàn bê tông tính một tấm. Một, thí dụ như cái nhà chệt không có lầu nữa trơn hết đó là nhà hai tấm, đúng chưa? Nhà hai tấm, một chệt một lầu ba tấm, một chệt một lửng một lầu bốn tấm, rồi rối rồi đó. Vậy thường thường á, hai vợ chồng đứa con nhà mini xây đã gì? Một chệt một lầu ba tấm, hết tiền rồi, hết tiền rồi. Vậy thì cứ cho lần tấm 100 m² đi, hồi nãy nó là tấm 100 m² đúng không? Thì ba tấm là 300 triệu tiền xây. Tính nhanh chưa? 900 triệu tiền xây. Vậy thì tôi đổi ngược lại, 900 triệu tiền xây đó các bạn được cái gì? Vậy nhà thầu ta làm được cái gì cho bạn trong 900 triệu tiền xây đó? Xây cho bạn sàn bê tông màu xám, xây cho bạn mấy cột dựng lên, xây cho bạn những bức tường đó, bức tường màu đỏ tô xi măng ở ngoài, tô xi măng ngoài bao xi măng bạn. Rồi cho bạn những cái ống ruột gà để lòn dây điện ở trong, tiền dây điện có thể bạn mua. Cho bạn những ống nhựa PVC để lòn ống nước. Đó, phần thô là vậy đó. Bóng đèn là không có nha, sơn là không có nha, gạch là không có nha. Thì những cái phần sơn, gạch, bóng đèn này nọ, gỗ ốp lát này nọ, thì nó kêu là phần hoàn thiện. Thì đang nói là giá trị phần thô. Mình xây là xây cái phần thô, xong rồi hoàn thiện là câu chuyện khác của những video tiếp theo. Chứ hoàn thiện ai biết bạn làm gì báo, đúng không? Ví dụ như hoàn thiện bạn chơi gạch đó, gạch Villa Sara Hạ Long thì nó rẻ, gạch Inat thì nó mắc, gạch nhập nó cũng mắc, ai biết mình chơi gạch nào. Ví dụ như cái tủ này nè, bạn chơi gỗ nhiều loại gỗ khác nhau, cái tủ giá cũng khác nhau, người ta đâu báo được giá hoàn thiện. Này bạn nhìn cái này chứ biết gì không? Rèm, rèm bỉ đó, rèm bỉ đó không rẻ đâu nha. Còn rèm ngoài đường Hậu Giang nó bán là rèm Việt Nam khác. Thì cái nội thất là cái báo sao. Thì bây giờ mình nói là cái nhà thầu á, là người ta sẽ xây, người ta xây cho bằng cái phần thô đó, để bằng có được cái ngôi nhà thô. Từ ngôi nhà thô đó mới làm ngôi nhà hoàn thiện. Vậy thì chọn thầu thô, chọn sao? Thiếu chai gì thầu trên mạng search, công ty thiết kế xây dựng gì đó ra đóng. Nhưng mà không lẽ giờ chọn đó là sao ký hợp đồng? Bạn dựa vào cái gì bạn ký hợp đồng với người ta? Bạn phải biết cái mức giá căn bản là nhiêu chứ, đúng không? Vậy thì làm sao tôi biết được những cái vấn đề đó mà tôi ký, mà tôi chọn thầu nào nó không chém gió? Đương nhiên là hồ sơ năng lực là phải có, đúng không? Giấy phép kinh doanh là phải có, những cái bằng chứng nhận là phải có, bằng chứng nhận là ừ cái nhà thầu này đạt cái tiêu chuẩn xây dựng công nghiệp hay dân dụng gì đó, thì người ta thầu người ta sẽ show ra cho bạn coi. Nhưng mà cái việc đó là đơn giản, các bạn kiểm tra đi. Rồi bây giờ Duy sẽ nói trọng tâm cho vấn đề là chọn nhà thầu. Thứ nhất, bạn phải biết nhà thầu đó người ta xây ở chỗ nào, người ta xây nhà ở chỗ nào. Người ta gọi là cái gì? Đất có thổ công mà sông có hà bá, đúng chưa? Thí dụ như tôi xây nhà ở Bình Tân, tôi không thể nào tôi chọn thầu Cà Mau được hết. Biết gì mà xây, đúng không? Thí dụ như bây giờ á, bạn xây nhà ở Bình Tân thì bạn chọn ông thầu Bình Tân, đúng, cái đó là tốt nhất. Nhớ, đất có thổ công, sông có hà bá. Vậy thì trong Bình Tân này có bao nhiêu ông thầu, chọn nào, chọn nào, đúng không? Thì cứ gặp hết đi, gặp một số ông lớn đi, rồi mình nói chuyện với những người đó, rồi xong rồi đó mình đi cái gì, đi xác minh, mình đi tìm những cái công trình người ta đã xây rồi. Yes, cái điều này cực kỳ quan trọng, nhớ, mình phải đi tìm cái công trình người ta xây rồi. Mà trong tìm công trình xây rồi, nó phải mang tính chất tương đối khách quan và độc lập một chút xíu, hiểu không? Ví dụ giờ bạn tìm
ông thầu lại báo giá nhà Duy đi, xong cái gì hỏi đồng chí đã xây những cái thầu nào, những công trình nào rồi đó, thì người ta chỉ tới kiểm tra thật sự luôn. Vậy thì giờ đồng chí bỏ hết giá đi cho tôi coi hợp đồng thầu á, ông đồng chí xây nhà đó thì hợp đồng sao đó, thì mình có thể mình coi cái hợp đồng, nhưng mà đồng chí che hết giá đi để mình coi cái đã. Xong rồi cái bước đó là bước một, bước thứ hai chạy tới cái nhà đó hỏi luôn đi, chạy tới cái nhà đó đó, chạy tới cái nhà người ta xây rồi để mình tham quan và tham khảo. Cái chuyện này chuyện rất bình thường các bạn, không có gì cả. Thường thường á, người thầu á, người ta sẽ show up ra là tôi đã xây cái nhà này, công trình trong A và B này, tôi xây công trình kia cho cơ quan này cơ quan nọ, tôi xây cho công ty kia công ty nọ, đó là những cái nhà mẫu, đúng không? Người ta xây rồi, người ta sẽ cho bạn coi, thậm chí cho bạn tới gặp chủ luôn, đi tới khỏ vô vách cụp tường này sao 10-20, sàn này nhiêu, sàn 15, sàn 20 đó. Xong rồi hỏi chủ nhà, cái vấn đề hỏi chủ nhà thì bạn cần phải riêng chủ nhà hay là tới đó gặp riêng. Chú thấy trong quá trình công tác làm ăn thầu này uy tín không chú? Thầu này có rút cuộc công trình không chú? Hay là thầu này có bán thầu không chú? Bán thầu làm sao? Video khác nói nha. Thì qua cái feedback của người chủ nhà đó đó, thì người ta cho bạn thêm nhiều dữ kiện để bạn quyết định hơn. Thêm nhiều dữ kiện để bạn quyết định hơn. Tất nhiên là bạn phải hỏi cái nhà xây xong rồi, giống như nhà Duy nè, vô hỏi Duy Nguyễn ơi, thầu nào xây nhà này vậy? Cho hỏi thăm chút đi ABC. Rồi, cái đó là nhà xây xong. Kiếm cái nhà đang xây luôn. Kiếm cái nhà đang xây để mình coi cái cách người ta xây, để mình coi cái cách tổ chức, cái quản lý và nhân công của người ta có ok hay không. Yes. Đó. Đó là cái kinh nghiệm thực tiễn để chúng ta chọn thầu. Chúng ta chọn thầu. Tại vì á, trong cái quá trình chọn thầu á, nó quan trọng á là giá nó có đổi hay không. Tôi ủa cái kép động với ông 900 rồi tự nhiên nhỏ nhảy lum hết. Cái đó là cái ghê. Đó là cái ghê. Mà cái ghê đó thường thường nó sẽ làm cho chủ đầu tư người ta học tiền. Giống như người ta án lúc đầu xây nhà 900 tỷ nó phát sinh từ lưa hộp dưa hết. Tiền này tiền kia cộng lên thêm 900 nữa ra 1.8 tỷ. Tự nhiên cái nhà xây giữa chừng bỏ luôn hết tiền. Chuyện đó bình thường nha các bạn. Chuyện đó rất là bình thường. Nên mình trong quá trình mình làm việc với thầu á, các bạn phải hỏi rõ có phát sinh gì không. Nếu có, thí dụ như giờ xây nè, giữa hai bên nè, tôi xây giữa chừng nứt cái nhà ông kế bên, ai chịu? Trong hợp đồng không ghi đúng không? Lúc đó cãi lộn, thôi tao xây cho mày thôi, sạch nhà cái bên mày đền đi con. Lúc đó lấy tiền đâu đền, dính tới kiện cáo rồi nó rất là mệt đó. Nên trong cái vấn đề trách nhiệm của nhà thầu và trách nhiệm của chủ đầu tư, thì khi bạn soạn hợp đồng hay là chủ hay người thầu người ta soạn, thường thường là thầu soạn hợp đồng và bạn nhìn hợp đồng bạn ký, thì trong quá trình đó mình phải đàm phán điều lệ hợp đồng để cho nó nằm ở trong tầm kiểm soát của mình đó. Rồi có bị kéo dài thời gian hay không. Bạn xây nhà mà ví dụ xây nhà ký hợp đồng 6 tháng thôi, kéo ra thành 16 tháng chết luôn. Nên cái vấn đề là kéo dài thời gian bạn cũng phải nên ngẫm, bạn nghĩ coi hỏi thầu coi bây giờ ông có cam kết thời gian không. Thí dụ như bây giờ á, mà nếu mà phát sinh kéo dài thời gian thì tính sao? Một tháng đền nhiêu tiền? Đó. Rồi còn tiếp tục, trong vấn đề xây nhà, khi bạn chọn được một người thầu rồi bạn sẽ lội hồ sơ nhiều thầu khác. Thì bây giờ bản vẽ có rồi, đúng không? Tôi không biết tôi xây nhà giống như Nguyễn đó. Tôi xây nhà giống như Nguyễn đó, thầu kia báo 3.2 triệu, thầu này báo 3.1 triệu, thầy kia báo 3 triệu, lựa cái giá thấp nhất. Lựa cái giá thấp nhất xong nó nè, ông kia báo tôi 3 triệu giờ ông muốn làm tôi 3 triệu giống này đi. Cái này nói chung là nói ra nó hơi kỳ nữa. Thí dụ như mỗi thầu đưa một cái option khác nhau. Đúng không? Mỗi thầu đưa một option khác nhau. Thì mình lựa cái mình cái nghệ thuật cái chỗ này á. Nói ra nó mắc cỡ quá. Cái nghệ thuật cái chỗ này á là mình lựa cái giá thầu thấp nhất. Mà mình chọn cái bản vẽ đẹp nhất. Hiểu không? Thí dụ như giờ á, ví dụ ông thầu kia báo giá 3 triệu mà có 1 lớp sắt à. Ông thầu kia báo giá 3.2 triệu, 2 lớp sắt. Cái sàn 2 lớp sắt. Cái xong rồi cái ông thầu nói tôi biết á, trên thị trường này á, tụi nó làm 2.8 triệu, 1 triệu, 3 triệu tùm lum hết. Nhưng mà tôi báo giá cái giá này nè, là cái giá tôi chắc lắm, sàn 2 lớp sắt này nó ngon lành rồi nó kia. Cái nghệ thuật cái chỗ này bạn làm sao bạn làm giá được kia đi. Bạn là chủ đầu tư thì bạn biết thầu nào báo mà, đúng không? Mình quyền chọn thầu.
nói thật với đồng chí, rất quý đồng chí, rất thích bạn luôn, phong cách bạn rất là kia. Nhưng mà về nhà họp lại với con vợ, nó chịu, nó nói là thuyết phục nó không được luôn. Nó nặng giờ cái đó tôi cũng không biết, ông nói sắc xiết cái khỉ gì tôi cũng không biết. Nhưng mà tôi thấy cái chỗ này nó 3 triệu, cái chỗ này nó 3,2 triệu, thì thôi làm chỗ 3 triệu đi. Vợ tôi nói vậy đó, cái nói thôi giờ rất là quý bạn nhưng mà chấp hẹn bạn ở công trình tiếp theo, chứ giờ công trình này nó của chồng công vợ hai đứa nó căng quá đó. Xong cái thầu cái về suy nghĩ về tính lại, vấn đề là tiền đúng không, vấn đề là tiền. Thôi được rồi, giờ 3 triệu chơi luôn, làm quê vốn luôn. Xin lỗi dám quê đó, 3 triệu chơi luôn. Xong rồi cái thằng chồng hí hửng về khen vợ, ơi anh mới quất được thầu kia xuống 200 luôn. Anh bảo tôi biết nhà nhờ anh nha, anh ra đường ngoại giao hay nè, từ một lớp sắt anh nâng lên 2 lớp, và giờ giá tiền bằng 3 triệu, đưa ký đi. Xong rồi cái thầu cười khe, mày tính qua mặt tao hả con, tao cho mày thêm sắt tao giảm bê tông. Cho mày thêm sắt giảm bê tông cũng chết như thường. Nên nói chung á thì bạn cũng cần phải có chút xíu kỹ năng để đọc bản vẽ một chút, vì thường thường cái gì đó nó chiếm tỷ trọng ở trong cái vấn đề kinh phí. Không có gì đâu, nhân công thì chuyện thầu nào như thầu nấy, mướn nhân công nhiêu kệ đúng không, mướn nhân công nhiêu kệ. Nhưng mà giờ nè, cột dầm sàn xiết này nọ kia cứ so sánh đi. Ở cùng khối lượng bê tông, ở bê tông mát 200-250 gì đó, nhưng mà sàn tôi dày 15 xăng, sàn nhà 15 xăng được rồi, 2 lớp sắt đúng không, 2 lớp sắt giá tiền nhiêu đây, 1 lớp sắt giá tiền nhiêu đây. Thì cứ bạn phải có một cái thời gian dài để bạn đọc hai cái bản vẽ. Nhưng mà tôi nói về câu người thôi, nhưng mà chọn thầu giá thấp nhất cho lấy bản vẽ đẹp nhất mít lại với nhau, thế thôi. Nói chung là cho các bạn xây nhà nhỏ mà vậy được rồi, cho thầu người ta sống với bạn. Nói thiệt luôn á, cái gì cũng vậy thôi à, mình sống được người ta cũng sống được, chứ bạn chơi mà bạn ép quá không ai chơi được hết đấy, nói thiệt luôn nha. Nên trong vấn đề chọn thầu là một nghệ thuật, nói chung là nó còn có cái cách làm của thầu nữa, nó duyên này nọ, nó chuyện với nhau thấy thích hay là ta làm, gọi là ta làm nhiệt tình, người ta có chuyên môn này nọ. Ví dụ giữa hai thầu đi, một thầu có chuyên môn nhưng thầu có tiền, giờ bạn chọn nào, nó cũng là suy nghĩ đó. Ví dụ mình chọn thầu không có tiền mình sợ giữa chừng hụt vốn, mà mình chọn thầu có tiền không có chuyên môn giữa chừng làm ẩu, đúng không? Nên cái video của Duy nói đây á là chia sẻ kinh nghiệm thực tế thôi, chứ không phải là các bạn phải chọn theo những cái người này, bước này. Tại vì khi mà bạn gặp thầu thực tế á, từ thầu A, thầu B, thầu C á, bạn làm việc với từng thầu thì bạn hiểu được cái thế mạnh và thế yếu của người ta, đúng không? Chưa chắc ông thầu chạy xe máy là làm dở ông thầu chạy xe hơi nha, nó chưa chắc. Tại vì cái vấn đề thầu xây dựng nhà nhỏ này nó phức tạp lắm mà. Nhiều khi người ta cứ làm thầu, người ta mở công ty ra, người ta thuê người lum la hết trơn. Nhưng mà cái gì cũng vậy thôi, cái nào có tâm với nghề thì các bạn chơi rất là yên tâm. Nếu như bạn tập gym ở đâu cũng vậy đó, nhưng mà người tập gym ở BBT là yên tâm. Tại vì ông chủ đó là dân gym, ông chủ nó có tâm với nghề, cái đó là cái điều quan trọng đó. Còn mà tập ở những chỗ khác, ông chủ nó không có tập khỉ gì khô hết trơn, bỏ tiền ra thuê BT rồi thuê GM, FM gì để quản lý setup phòng gym xong, tức là bạn đang dính trong một cái mô hình kinh doanh, bạn hiểu không? Đó, mà không có dính vô một cái đơn vị đối tác mà người ta máu lửa, người ta sống chết với nghề người ta. Thí dụ như thầu tốt nghiệp kỹ sư xây dựng ra hay kiến trúc xây dựng ra, nó đam mê nghề nghiệp, nó làm gì đam mê, tiền là phụ, nó làm cái trái bỏ chết bỏng, đúng không? Những lúc nào nó cũng ở công trình, nó theo dõi 24/24 hết đó. Còn những cái vấn đề nó tư vấn cho mình ra, cái ai đi nó đã gì đâu á. Thí dụ như mình tính rồi, nó cứu mình trong những cái bàn thua trong thấy nữa mà. Nói là Di ơi đừng làm vậy sao vậy, tới mùa mưa nước vô xì với phốt lên hôi. Nghe có lý, thôi vậy làm sao, làm giải pháp A, B, C, D này nè. Nghe nó đã lắm mà. Còn ví dụ như bạn trúng thầu kinh tế là thầu có tiền đó, mà không có chuyên môn. Lính ở dưới là chuyên môn, mà lính ở dưới chuyên môn là lính làm mướn, mà lính làm mướn thì nó không gì chủ. Đó, tao có làm tao lấy tiền thôi à, còn mày công trình của mày uy tín không uy tín kệ mày. Đó, trời ơi, xây một cái nhà lên nó phát sinh một đống lỗi luôn mà, nước ngập xì đống bất, trời mưa xì đống bất. Đó, nó hơi bị nguy hiểm. Nên cái việc xây dựng không phải là việc đơn giản. Còn cái nào mình lâm trận rồi đó thì mình mới biết được, mình mới rút tỉa được cái bài học xương máu. Còn chọn thầu á
thì các bạn có thể chọn theo những cái gì mà Duy chia sẻ để các bạn mang tính chất tham khảo. Nó còn nhiều vấn đề đấy bạn, nó nói chuyện thầu không tùm lum luôn á. Một, để bạn chọn được một ký đặt bút á, một ký vô cái hợp đồng á, là không phải gặp lần, gặp ít nhất như đây lần 5 lần. Lần đầu để biết nhau, lần hai về cũng vẽ bản vẽ sơ bộ, đúng không? Vẽ bản vẽ sơ bộ, phát thảo cách làm ABC, dẫn xem những công trình này nọ nọ. Vậy thì từng bước là sao? Thứ nhất là ông vẽ ra bản vẽ tôi sơ bộ, xong rồi ông đưa ra báo giá, rồi tôi lọc trên cái báo giá đó, tôi chọn những cái báo giá nào khả năng và khả thi, đúng không? Xong rồi tôi quyết định là tôi chắc chắn là tôi làm với ông khoảng chừng 50%, 60% rồi đó. Tôi mới đi tôi kiểm tra công trình của ông, tôi coi công trình của ông làm có ok không, công trình ông làm được không đó. Rồi thêm một vấn đề nữa nha các bạn, thêm một vấn đề nó về pháp lý, đúng không? Xây dựng là phải có pháp lý, nhưng mà thôi câu video pháp lý nó trong vấn đề khác, pháp lý nó vấn đề khác, nên thôi video này nãy giờ mấy phút rồi em, 20 chưa? 20 thì thôi vậy thôi anh tạm biệt nha, ngày chỉ ít chiêu thôi nha, nói chung ngày làm ít thôi chứ còn làm nhiều quá nó hết đề tài nha. Rồi mấy em có thắc mắc gì cứ comment ở bên dưới đó, anh Duy sẽ cố gắng anh Duy đọc và anh Duy sẽ chia sẻ những kiến thức thực tiễn của Duy có để cho sau này em lấy con vợ có sổ đỏ rồi tụi em xây được cái nhà. Mục tiêu lấy vợ phải có sổ đỏ, anh nói rồi. Còn nếu mà em có sổ đỏ rồi thì em lấy vợ phải có tiền xây, chứ không bao giờ có cái đạo tao vừa có sổ đỏ mà tao vừa bỏ tiền ra tao lấy, tao xây đã tao về tao cho mẹ không à. Bất công cho thằng đàn ông không mấy em, bất công cho thằng đàn ông không, like cái đi mấy em. Bye bye mọi người nha.